Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 24 giờ qua, để quý vị có những phút giây thực sự thư giãn sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức chính ngay sau đây. Cảnh sát giao thông bị xe đâm tử vong khi làm nhiệm vụ, và thêm 2 người tử vong. 4 ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, 1 người chết. Thanh niên cầm súng cướp ngân hàng giữa trung tâm Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, lực lượng công an tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường vụ đối tượng buôn lậu gây tai nạn giao thông chiều qua làm 3 người tử vong tại huyện Đức Hòa. Trước đó, vào khoảng thời gian trên, khi đang tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để bắt tội phạm vận chuyển ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu yêu cầu một xe ô tô 7 chỗ đang chạy với tốc độ cao phải dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, sau đó tiếp tục tông trúng 2 người đang đi trên xe máy rồi lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn giao thông đã làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa và 2 người đi đường bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đã tử vong sau đó. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và Phan Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cả 2 nạn nhân đều làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp của huyện Đức Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phong tỏa hiện trường. Lãnh đạo công an tỉnh Long An cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra và làm rõ vụ việc. Thiếu tá bị ô tô chở ma túy tông tử vong được thăng quân hàm. Kính thưa quý vị, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào được Bộ Công an thăng quân hàm trung tá sau khi tham gia chuyên án ma túy bị ô tô nghi phạm tông tử vong. Chiều qua, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an đến thăm viếng chia buồn cùng với gia đình Trung tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa. Trung tướng Ngọc công bố quyết định truy thăng cấp bậc và trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cho người thân của Trung tá Hào. Ông động viên gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Trung tá Hào hy sinh chiều qua khi cùng tổ công tác Công an huyện Đức Hòa phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra tại xã Mỹ Hạnh Nam bắt tội phạm vận chuyển ma túy. Nhận tin ô tô 5 chỗ khả năng nghi đang chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ rất nhanh, một cảnh sát giao thông trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường để yêu cầu ô tô bán tải và xe lôi chở hàng dừng lại và tiến hành kiểm tra, đề nghị các xe máy di chuyển ra chỗ khác. Trung tá Hào và một cảnh sát mặc thường phục cũng đến để hỗ trợ. Tổ công tác yêu cầu ô tô 5 chỗ dừng lại để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát và người dân còn kẹt trên đường. Thiếu tá Hào, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn 29 tuổi và bà Phan Thị Kim Thanh 50 tuổi bị ô tô tông trực diện và gây tử vong. Ô tô sau đó lật ngang, tài xế và một thanh niên khác cố thủ bên trong. Cảnh sát phải phá cửa kính, khống chế 2 nghi can để đưa về trụ sở. Thủ tướng đã ký công điện, trong đó yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, đồng thời trình cấp thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với Trung tá Hào. 3 người bị nghi can ma túy tông chết là sự cố rất đáng tiếc. Lãnh đạo công an nói kế hoạch bắt vụ vận chuyển ma túy đã tính toán rất kỹ, song nghi can quá manh động tông 3 người tử vong. Đây là sự cố rất đáng tiếc. Chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Công an tỉnh Long An đã đến thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa và gia đình 2 người dân tử vong trong vụ cảnh sát chặn ô tô chở ma túy chiều hôm qua. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đây là chuyên án triệt phá đường dây ma túy. Quá trình lực lượng chốt chặn, vây bắt ô tô chở hàng cấm đã được tính toán kỹ, phối hợp đúng quy trình. Nhưng nghi can quá manh động, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của gia đình. Ông này nói và cho biết, chưa thể cung cấp thông tin liên quan đến các nghi can do vụ án đang được điều tra mở rộng với nhiều người. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 nghi can là người địa phương, trên ô tô có rất nhiều gói ma túy. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của họ, thu giữ nhiều tăng vật liên quan. 4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, 1 người chết. Xe container phanh gấp, 3 ô tô chạy phía sau không kịp xử lý đã tông liên hoàn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, làm 1 người chết, tài xế bị thương. Tối qua, xe container chạy trên cao tốc Trung Lương hướng từ miền Tây về Sài Gòn. Khi đến xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, xe bất ngờ giảm tốc độ khiến tài xế xe tải nhỏ biển kiểm soát Tiền Giang phía sau đã đâm thẳng vào đuôi. Một ô tô khác cùng với xe khách 16 chỗ cũng không kịp xử lý húc liên hoàn. Tai nạn đã khiến đầu xe tải dính chặt vào đuôi của container bị biến dạng. Người phụ nữ ngồi trong cabin chết tại chỗ. 5 tài xế bị thương nặng. lực lượng cứu hộ được huy động để đưa hai nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện. 3 ô tô còn lại cũng đã bị rúng gió hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường. Hơn 10 người trên xe khách hoảng loạn tìm cách xuống. Đoạn cao tốc bị ùn tắc kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài gần 62 km với 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng lên 30%, 40.000 đến 50.000 lượt xe mỗi ngày khiến mặt đường quá tải hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Một thanh niên cầm roi điện, súng vào một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng, uy hiếp nhân viên, cướp tiền rồi lên xe máy rời đi. Công an đang vào cuộc điều tra. Kính thưa quý vị và các bạn, trưa qua Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị lấy lời khai những người liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh của ngân hàng trên. Tại đây, đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, người này bỏ vào túi ni lon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng. Tại thời điểm trên, ngân hàng có 6 nhân viên, bao gồm cả bảo vệ. Theo một nhân viên làm việc tại ngân hàng, kẻ cướp đã kéo sập cửa ra vào và uy hiếp để lấy tiền. Tất cả hình ảnh được camera ghi lại. Hiện công an đang vào cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị hãy đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Bản tin 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản tin mới nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Bản tin 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.